Để quy đồng mẫu 2 hay nhiều phân số có mẫu số dương, ta làm như sau. Trước tiên ta tìm một bội chung, thường là bội chung nhỏ nhất của các mẫu, để làm mẫu chung. Tiếp theo ta tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu. Bước thứ 3 ta nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Ví dụ, quy đồng mẫu các phân số trừ 3 phần 4, 5 phần 9, 2 phần 3. Trước tiên ta tìm mẫu chung. Ta có bội chung nhỏ nhất của 3 mẫu 4, 9, 3 bằng 36. Tiếp theo ta tìm thừa số phụ. Ta có 36 chia 4 bằng 9, 36 chia 9 bằng 4, 36 chia 3 bằng 12. Đến đây ta có trừ 3 phần 4 bằng trừ 3 nhân 9 chia 4 nhân 9 bằng trừ 27 phần 36. 5 phần 9 bằng 5 nhân 4 chia 9 nhân 4 bằng 20 phần 36. 2 phần 3 bằng 2 nhân 12 chia 3 nhân 12 bằng 24 phần 36. So sánh hai phân số. Trước tiên ta so sánh hai phân số cùng mẫu số. Chúng ta ghi nhớ, trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Ví dụ, trừ 5 phần 7 nhỏ hơn 3 phần 7 vì trừ 5 nhỏ hơn 3. Trừ 2 phần 9 lớn hơn trừ 7 phần 9 vì trừ 2 lớn hơn trừ 7. Tiếp theo, chúng ta ghi nhớ, muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương, rồi so sánh các tử với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. Ví dụ, so sánh trừ 7 phần 12 và trừ 11 phần 18. Trước tiên ta có bội chung nhỏ nhất của 12 và 18 là 36. Ta có trừ 7 phần 12 bằng trừ 7 nhân 3 phần 12 nhân 3 bằng trừ 21 phần 36. Trừ 11 phần 18 bằng trừ 11 nhân 2 chia cho 18 nhân 2 bằng trừ 22 phần 36. Vì trừ 21 lớn hơn trừ 22 nên trừ 21 phần 36 lớn hơn trừ 22 phần 36. Do đó trừ 7 phần 12 lớn hơn trừ 11 phần 18. Tiếp theo ta xem mục 3 hỗn số dương. Ta viết phân số 3 phần 2 dưới dạng 3 phần 2 bằng 1 cộng với 1 phần 2. Viết gọn là 3 phần 2 bằng 1, 1 phần 2. 1, 1 phần 2 gọi là hỗn số dương. Trong đó 1 là phần nguyên, 1 phần 2 là phần phân số. Ví dụ, viết 24 phần 7 dưới dạng hỗn số. Ta có 24 phần 7 bằng 3 cộng 3 phần 7 bằng 3, 3 phần 7. Ví dụ tiếp theo, viết 5 2 phần 3 dưới dạng phân số. Ta có 5 2 phần 3 bằng 5 cộng với 2 phần 3 bằng 5 nhân 3 cộng với 2 phần 3 bằng 17 phần 3.